Một chất khác cũng tuyệt đối không được uống những loại nước này. Đầu tiên là sữa. Buổi sáng sớm có thể uống một cốc sữa bò, điều đó không sai. Nhưng để thay cho cốc nước đầu tiên trong một ngày là hoàn toàn sai lầm. Bụng của bạn đang trống rỗng, uống sữa bò vào thì dạ dày chưa kịp tiêu hóa đã bị qua đường ruột, tiểu tràng và chưa kịp hấp thụ, khi ấy giá trị dinh dưỡng của sữa bò liền bị mất, không hề tốt cho sức khỏe. Sữa bò vẫn tốt thật, nhưng uống như vậy thì không đúng mức một chút nào. Thứ hai, nước muối. Một số người nghĩ rằng uống nước muối loãng vào buổi sáng tốt cho sức khỏe, nhưng đây là suy nghĩ sai lầm. Nước muối uống vào mùa hè khi mồ hôi ra nhiều là cần thiết, nhưng uống vào buổi sáng không mang lại lợi ích gì mà còn nguy hại cho sức khỏe của chúng ta. Những nhà nghiên cứu sinh lý học nhận định rằng qua một giấc ngủ sâu có thể chúng ta đã mất đi rất nhiều nước. Buổi sáng khi ngủ dậy nếu uống một cốc nước vào sẽ có thể giúp làm sạch đường ruột, nhưng nếu uống nước muối ngược lại sẽ làm tăng nồng độ mất nước, khiến miệng càng khô hơn. Hơn nữa vào buổi sáng là lúc huyết áp bị tăng cao, uống nước muối sẽ khiến cho huyết áp càng cao hơn, gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Thứ ba, nước đun sôi để lâu. Chúng ta thường có thói quen uống nước đun sôi để nguội lâu ngày, điều này rất có hại cho sức khỏe. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, đun nước sôi trong 100 độ C đã diệt được vi khuẩn, nhưng để nguội trong 2 giờ thì vi khuẩn sẽ xuất hiện trở lại, và sau 24 giờ thì số lượng vi khuẩn tăng lên gấp nhiều lần. Do vậy, chúng ta chỉ nên uống nước sau khi đun trong khoảng thời gian ngắn, tốt nhất là không để quá 24 giờ. Ngoài ra, nước đun sôi để nguội quá lâu, chất nitơ trong nước liên tục phân hủy thành muối nitrat. Sau khi uống nước này, nitrat ảnh hưởng không tốt đến chức năng vận chuyển của dinh dưỡng trong máu. Không chỉ nước đun sôi để nguội, nước tinh khiết và nước quán đóng chai cũng không nên lưu trữ quá lâu, tốt nhất không nên uống sau khi đã mở nắp 3 ngày. Thứ tư, nước trái cây, nước giải khát. Nhiều người có thói quen uống một cốc nước hoa quả, nước đá vào buổi sáng mùa hè. Tuy nhiên đây là một sai lầm có hại. Các đồ uống này chủ yếu chứa axit stearic, có khả năng tăng cấp độ trao đổi chất canxi, làm giảm hàm lượng canxi trong máu, dẫn đến thiếu hụt canxi trong thời gian quá dài. Bên cạnh đó, tiêu thụ những loại đồ uống có ga, nước ngọt, trà hay cà phê ngay khi thức dậy sẽ cản trở quá trình hấp thụ và tiêu hóa của dạ dày, ảnh hưởng xấu đến đường tiêu hóa của bạn. Thứ năm, nước máy trực tiếp từ vòi. Hiện nay theo quảng cáo của rất nhiều thiết bị hiện đại có thể lọc nước máy thành nước tươi có thể uống ngay lập tức, do đó nhiều người có thói quen uống nước trực tiếp được lấy từ máy lọc. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe bởi sau một đêm các chất kim loại nặng có trong đường ống nước và vòi nước đã phản ứng hóa học với nước tạo thành chất gây ô nhiễm. Ngoài ra các sinh vật có trong nước cũng sinh sôi nảy nở sau một đêm, vì vậy nước lã qua một đêm trở thành loại nước gây hại cho sức khỏe, có chứa nhiều loại vi sinh vật cản trở quá trình hô hấp. Vậy nên để bảo vệ sức khỏe, chúng ta không nên uống những loại nước trực tiếp từ vòi sau khi ngủ dậy, tốt nhất là uống một cốc nước đun sôi để nguội trong vòng 24 giờ. Thứ sáu, cà phê. Các chuyên gia cho biết uống cà phê vào buổi sáng có thể khiến não tăng hormone cortisol. Hormone gây căng thẳng có xu hướng cao đến 50%, từ đó tăng mức độ căng thẳng của bạn. Theo tài liệu tổng hợp của kênh YouTube Ispasaun cho thấy buổi sáng không phải là thời điểm lý tưởng để uống cà phê. Bên cạnh đó, uống cà phê lúc đói có thể gây nguy hiểm đến hệ thống tiêu hóa của bạn. Nhà sản xuất dược phẩm Noitin Macania người Anh đã giải thích cà phê ngay cả khi không chứa caffeine đã được chứng minh là kích thích sản xuất ra axit, nhất là khi chúng ta đói mà uống cà phê có thể làm tổn thương lớp màng trong dạ dày. Theo tiến sĩ Adam Simon, giám đốc y tế của Boss Optu Aui, điều này có thể gây ra chứng ợ nóng hoặc khó tiêu. Uống cà phê lúc đói có thể gây ra triệu chứng mất nước, đồng thời nó ảnh hưởng tới tim mạch với tình trạng nhịp tim bất thường bằng cách gây áp lực lên tim, ảnh hưởng xấu đến huyết áp. Dưới đây là những lưu ý khi uống nước để mang lại sức khỏe tuyệt vời. Nước là một thành phần cơ bản của cơ thể, đặc biệt chiếm tỷ lệ lớn ở những cơ quan quan trọng như não bộ, gan và tim. Nước còn là một yếu tố giúp sự chuyển hóa trong cơ thể diễn ra một cách bình thường. Đó là lý do vì sao uống quá ít nước lại gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, thậm chí là đôi khi gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây nhiều nhà khoa học đã đưa ra khuyến cáo con người cần uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, tương đương với khoảng 8 cốc nước. Tuy nhiên, lượng nước cần bổ sung mỗi ngày không phải là con số chuẩn là 2 lít mà phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người, nhu cầu hấp thụ nước của từng cơ thể, phụ thuộc vào các yếu tố độ tuổi, giới tính, chế độ dinh dưỡng, nhiệt độ sinh hoạt và môi trường bên ngoài bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, thời tiết. Thêm vào đó, nhu cầu con người cũng không cần quá nhiều nước đến như vậy, vì lượng nước đưa vào cơ thể mỗi ngày không chỉ được tính bằng nước uống mà còn là nước bao gồm trong cơm, trái cây và rau thịt cá, đồ ăn có nước. Vì thế, đôi khi chỉ cần uống trà sau bữa ăn là cơ thể đã có đủ lượng nước cần sử dụng. Khi thức dậy, bạn nên uống nước ngay khi bụng rỗng trước khi ăn sáng, uống từ từ từng ngụm một, uống tốc độ nhanh sẽ không có lợi cho sức khỏe, có thể dẫn tới hạ huyết áp, làm ứ nước ở não, dẫn đến nhức đầu, buồn nôn và ói mửa. Uống với liều lượng vừa phải, cốc nước đầu tiên bạn uống tốt nhất là khoảng 300ml và làm nước ấm. Cơ thể của chúng ta là hơn 70% là nước, nên nước chi phối mọi hoạt động khác trong ngày. Uống đủ nước sẽ làm cho cơ thể tỉnh táo, sảng khoái, khỏe mạnh để bắt đầu một ngày mới. Có thể cơ thể được cung cấp đủ nước sẽ dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, dễ mắc phải các bệnh như đau nửa đầu, viêm khớp, giảm thấp, đau thắt ngực, huyết áp cao, viêm đại trực tràng và rối loạn tiêu hóa. Một cốc nước vào buổi sáng tưởng chừng như ít nhưng lại mang đến lợi ích đáng kể cho sức khỏe của bạn. Tiếp theo video ngày hôm nay, Khoa Học Sức Khỏe sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những loại nước uống vào buổi sáng còn tốt hơn bạn lần nhân sâm thuốc bổ. Thứ nhất, nước mật ong. Tương tự, uống mật ong khi ngủ dậy rất khoa học và mang lại rất nhiều những công dụng. Cơ thể sau khi trải qua một đêm ngủ, phần lớn nước đã được bài tiết và hấp thụ. Lúc đó uống một tách nước mật ong vừa bổ sung nước vừa tăng dinh dưỡng, hoàn toàn có thể thay thế được nước lọc. Uống một cốc nước mật ong vào buổi sáng còn giúp khả năng tăng cường sức đề kháng một cách tuyệt vời. Do đó hãy đảm bảo rằng bạn mua được đúng mật ong chuẩn, hữu cơ để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tiêu diệt vi khuẩn, bổ sung enzyme, vitamin và các khoáng chất cho cơ thể. Thứ hai, trà gừng. Uống trà gừng vào buổi sáng có thể giảm tiêu chảy và triệu chứng khó chịu ở dạ dày, vì gừng có tính dược khá mạnh. Hơn nữa, gừng giúp cơ thể giảm đau cơ, nhức mỏi. Uống trà gừng sau khi tập luyện thể dục thể thao vào buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe. Thứ ba, nước dừa. Uống nước dừa khi bụng đói vào buổi sáng sẽ có lợi cho sức khỏe. Nước dừa giàu vitamin, khoáng chất bao gồm chất điện giải acid chloric, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và trao đổi chất trong cơ thể. Thứ tư, trà xanh. Theo nhiều nghiên cứu khác nhau, loại trà này giúp giảm dị ứng, cải thiện thị lực tốt hơn, giảm cholesterol và giảm nguy cơ sâu răng cùng nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.
Richard Chitlin, chuyên gia dinh dưỡng tại BZ Nutrition, lưu ý rằng trà có chứa caffeine và nhiều chất chống oxy hóa hơn so với cà phê. Vì vậy, ngoài lợi ích sức khỏe, bạn không phải lo lắng về việc tập thói quen phụ thuộc vào trà. Thứ năm, nước ép cà chua. Cách tuyệt vời để bắt đầu một buổi sáng của bạn là uống một ly nước ép cà chua. Cà chua chứa nhiều nước, giàu vitamin A và C, kích thích hệ thống tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch và thanh lọc cơ thể. Thứ sáu, nước uống detox. Ngâm một số loại trái cây như giấm táo, dưa chuột, chanh hoặc cam vào chai nước để uống thanh lọc cơ thể. Chanh và cam chứa nhiều vitamin C, tăng cường hệ thống miễn dịch. Giấm táo giúp tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, giảm huyết áp và giảm cân. Dưa chuột thải độc cơ thể. Các loại thảo mộc như húng quế hoặc bạc hà mang đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống đôi lúc chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện phải tầm bổ, phải ăn những món ăn thật đắt tiền, nôn nóng để có một cơ thể khỏe mạnh mà quên mất rằng chính những thói quen hàng ngày sẽ chiếm 50% thành công về sức khỏe của bạn sau này. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn, và cảm ơn bạn nếu bạn chia sẻ thông điệp của tôi đến với những người thân yêu.